Mến chào các bạn quay trở lại với kênh Tinh học ứng dụng. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách chèn số trang trong Microsoft Office Word. Trước khi mình hướng dẫn một số cách chèn số trang thông dụng thì mình hướng dẫn cho các bạn cách chèn số trang theo uh, quy định của uh, Nghị định 30 2020. Thì uh, theo quy định của Nghị định 30 2020 về công tác văn thư thì uh, số trang văn bản thì được đánh từ số 1 và chữ Ả Rập cỡ chữ 13 đến 14 kiểu chữ đứng và được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản và không hiển thị số trang thứ nhất. Mình sử dụng cái văn bản này để mình hướng dẫn các bạn đánh số trang luôn ha. mình vào tab insert, sau đó mình vào page number, mình chọn vị trí lề trên và canh giữa theo chiều ngang. Tại cái header from stop này mình chọn là cách 1 đến 1,25 cm sau đó mình chọn vào Home à, tùy chỉnh ở đây là size từ 13 đến 14 à, tiếp theo mình quay trở lại design mình chọn vào different first page mình tích vào đây đây như vậy thì cái à, trang đầu tiên của mình và trang đầu tiên nó đã xóa đi sau đó mình chọn nút close như vậy thì cách chèn số trang theo đúng cái nghị định về công tác văn thư mình đã hướng dẫn xong sau đây mình sẽ trình bày một số cái cách để mình chèn số trang thông dụng khác trong Microsoft Office Word đầu tiên là mình mở file cần chèn số trang sau đó mình vào Insert mình chọn Page Number trong đây mình sẽ có bốn vị trí để chèn số trang đầu trang hoặc cuối trang hoặc là trong lời giấy Cuối cùng là chèn số trang ở vị trí đặt trỏ chuột. Tại vị trí đầu trang, mình sẽ chèn bên trái, ở giữa hoặc là bên phải. Trong trường hợp mình muốn chèn số trang là các ký tự chữ Y, thì mình vào trong Design, chọn Page Number, mình chọn Format Page Number. Mình chọn lại 123 thay thế bởi bằng các ký tự chữ Y. Hay sau đó mình click OK. Đấy, thì số 123 của mình sẽ thay thế bằng các chữ Y Mình muốn đánh số trang Trang đầu tiên là bắt đầu từ số 0 Đấy, Thì mình sẽ vào Insert Chọn vào Page Number Sau đó mình chọn vị trí cần chèn số trang Sau đó vào Design Trong Tab Design Mình chọn lại Page Number Tại cái Format Page Number Tại vị trí Star App. Mình chọn vào đây là số 0 rồi mình click OK Thì mình sẽ đánh số trang bắt đầu từ số 0 Đây là 0 này 1 này Tiếp theo là cách đánh số trang Trang đầu tiên khác biệt với những trang còn lại Thì mình vào Insert Chọn Page Number Sau đó chọn vị trí cần chèn số trang Tại cái tab Design Mình tích chọn vào trong Different First Page Đây là First Page Header Đầu trang Tại trang đầu tiên này chèn lại số trang tùy ý theo ý muốn của mình. Hoặc là mình không chèn số trang cho trang đầu tiên. Tiếp theo, mình hướng dẫn cách đánh số trang chẳng và trang lẻ thì mình vào insert chọn page number, chọn vị trí chèn số trang. Đây, mình sẽ tích vào trong trang chẳng và trang lẻ khác nhau. Thì mình có được cái trang số số chẵn và số lẻ khác nhau, ví dụ như trang số 1 là trang lẻ ở giữa và sau đó mình trang là trang trang chẵn thì mình sẽ phải chèn lại vị trí khác ví dụ như mình mà mình chèn ở đầu trang mà bên tay phải thì mình chọn vào vị trí bên phải Đấy, như vậy thì số trang chẵn à, nằm bên phải và số trang lẻ nằm ở giữa ha trên đầu trang tiếp theo mình hướng dẫn chèn số trang ở trong lề của giấy mình chọn vào insert chọn page number chọn page margin Chọn các vị trí trong cái lề giấy sau đó mình chọn vào. Thì đây là trang số 1 nằm ở lề giấy. Là trang 2. Tiếp theo là mình chèn số trang ở vị trí bất kỳ. Mình đặt trỏ chuột vào vị trí bất kỳ. Sau đó mình chọn Insert, chọn Page Number. Sau đó mình Cut Trans, ha Vị trí bất kỳ. Mình chọn các cái kiểu đánh số trang. Ví dụ như đây là đánh số trang như thế này đây. Tiếp tục. Insert, chọn Page Number. Và mình chọn các cái kiểu đánh số trang. À, đây là trang 3 à, vấn đề cuối cùng của chèn số trang đó là mình muốn phân biệt giữa các cái trang ví dụ như mình à, muốn cái phần lời nói đầu này là đánh số trang kiểu các cái tự chữ y và cái phần phần nội dung phần mở đầu thì bắt đầu đánh số trang từ số 1, 2, 3 thì bây giờ mình sẽ sử dụng ngắt trang ha à, bước đầu tiên là mình đặt trỏ chuột vào trước cái lời nói đầu sau đó mình vào, vào pay layout chọn break à, chọn next pay À, sau đó mình vào Insert, chọn Page Number Và vị trí mình cần chèn ở đây là đầu trang và ở giữa Sau đó mình à, chọn Page Number trong cái tab Design Mình chọn lại Format, Number Trong đây mình sẽ chọn lại cái, cái từ chữ Y Và tại cái uh, nút Star à, Mình sẽ chọn lại cái chữ Y, bắt đầu đánh từ một y ha. Rồi OK mình sẽ chọn vào link to revert, mình sẽ tắt này đi, mình sẽ tắt cái nút link to revert này đi. Hãy sau đó ở trang đầu tiên mình có thể xóa được nè, đánh số trang của trang đầu tiên đi. Như vậy nè, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái session thứ hai. Như vậy thì tương tự như vậy thì tại cái phần mở đầu và nội dung mình bắt đầu đánh số trang là số 1 thì mình đặt rõ chuột trước cái phần mở đầu, sau đó mình chọn layout, chọn break, chọn next page trong cái session break này rồi trong đây mình sẽ vào insert chọn page number rồi mình cũng rồi, sau đây mình cũng đánh số trang ở đầu trang à, trong cái tab design mình chọn page number à, tại đây format page number mình điều chỉnh chữ y thành là chữ số 123 rồi click ok các bạn nhớ là mình sẽ tắt cái revert này đi ha link to revert này mình sẽ tắt đi thì khi mà mình chỉnh sửa ở cái session thứ 3 nó sẽ không ảnh hưởng gì tới đến cái session số 2. Đây, vấn đề cuối cùng là mình muốn đánh số trang trên tổng số trang thì mình sẽ click à, vào trong à, insert chọn page number. Đấy, chọn vị trí nè. Mình kéo thanh cuộn đến vị đến à, cái kiểu trang là page one of one mình click vào đây. Thì nó sẽ đánh số trang trên tổng số trang cho mình có thể tìm chỉnh lại vị trí của số trang ha à, như vậy là phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình